Xin chào các bạn. Trong series tìm hiểu về các vùng đất, các quốc gia trên thế giới thì 5 phút thôi đã làm rất nhiều video về các quốc gia có tên kết thúc bằng chữ Stan. Và trong video này, hãy cùng 5 phút thôi khám phá về một quốc gia cũng kết thúc bằng chữ Stan như vậy. Một quốc gia nghèo nhất từng thuộc Liên Xô cũ, một quốc gia mà đại đa số là phụ nữ. Nhưng những người phụ nữ ở đây lại được trời ban cho một vẻ đẹp vô cùng hoàn hảo, thuộc top các quốc gia có phụ nữ đẹp nhất thế giới. Và đặc biệt, nếu bạn đang độc thân và có ý định bắt cóc một cô gái về làm vợ thì đây chính là nơi dành cho bạn. Nào, hãy cùng tìm hiểu chi tiết trong video này nhé. Tajikistan, có tên đầy đủ là Cộng hòa Tajikistan, là một quốc gia không giáp biển nằm ở Trung Á. Tajikistan giáp với Kyrgyzstan về phía Bắc, giáp với Trung Quốc về phía Đông, giáp với Afghanistan về phía Nam và giáp với Uzbekistan về phía Tây. Với diện tích là 143.100 km², Tajikistan là nơi sinh sống của khoảng 9.836.000 người, xếp hạng thứ 93 về dân số thế giới. Trong đó, người Tajik là nhóm sắc tộc chính, chiếm 84,3% dân số. Tiếp đến là người Uzbek, chiếm 12,2% dân số. Người Kyrgyz và người Nga lần lượt chiếm khoảng 0,8 và 0,5% dân số. Phần còn lại là các nhóm dân tộc khác. Ngôn ngữ chính của người Tajikistan là tiếng Tajik. Tuy nhiên, tiếng Nga được sử dụng rộng rãi trong kinh doanh và trong hoạt động của chính phủ. Đa số người dân ở đây đều theo đạo Hồi, chủ yếu là theo dòng Hồi giáo Sunni. Quốc gia có địa hình đặc trưng bởi đồi núi. Khoảng 93% địa hình của Tajikistan là núi và cao nguyên, và hơn một nửa lãnh thổ của Tajikistan nằm ở độ cao trên hơn 3.000m so với mực nước biển. Ba dãy núi Turkestan, Zarafshan và Alay chạy dài song song từ đông sang tây, đã chia cắt trung tâm dân cư của Tajikistan, tọa lạc tại vùng đất thấp ở khu vực phía nam và phía bắc của quốc gia này. Các dãy núi lớn bị chia cắt bởi các thung lũng lớn, nơi mà phần lớn các dân số của nước này đang sinh sống và làm việc. Trong đó, thung lũng Fergana nằm ở phía bắc Tajikistan được biết đến là một khu vực tập trung đông dân cư nhất. Thung lũng này nằm giữa hai dãy núi là dãy núi Kuramin và dãy Turkestan. Các con sông bồi đắp vào thung lũng Fergana từ những ngọn núi xung quanh tạo ra một loạt các ốc đảo màu mỡ vô cùng thích hợp cho các hoạt động sản xuất nông nghiệp. Đây chính là nơi sản xuất bông, trái cây nhiều nhất trên cả nước. Ngoài ra, người ta còn khai thác than đá, dầu mỏ, thủy ngân, antimon và ozoserit tại đây. Đi về phía đông, địa hình của Tajikistan ở khu vực này được nâng lên cao và được chiếm lĩnh bởi dãy núi Pamir. Dãy núi Pamir nổi tiếng là dãy núi cao thứ hai trên thế giới, chỉ thấp hơn dãy Himalaya. Pamir được tạo thành từ sự nối liền của các dãy núi Thiên Sơn, Côn Lôn, Hindikus và Karakoram ở vùng Trung Á. Những ngọn núi ở đây trung bình cao khoảng 4.000m so với mực nước biển. Khu vực trung tâm của dãy núi Pamir thuộc Tajikistan, trong khi các phần còn lại nằm rải rác ở các quốc gia khác. Các đỉnh núi cao ở đây luôn bị tuyết bao phủ quanh năm. Trong đó, đỉnh Ismoil Somoni, trước đây có tên gọi là Communism Peak, cao 7.495m so với mực nước biển, là điểm cao nhất Tajikistan. Có nhiều sông băng trong khu vực dãy núi Pamir, trong đó sông băng Fedchenko dài 77km là sông băng dài nhất nằm ngoài phạm vi vùng cực. Về địa hình núi cao khắc nghiệt, nên hiện chỉ có một con đường để đi lại ở khu vực này, Pamir Highway, có tên gọi chính thức là đường M41, là đường cao tốc chạy nhựa dài 1.290km, trải dài qua trung tâm của dãy núi Pamir, nối Tajikistan và Kyrgyzstan. Đây là đường cao tốc cao thứ hai trên thế giới khi nó nằm ở độ cao trung bình hơn 4.000m so với mực nước biển. Ngày nay, việc đi lại ở Pamir dễ dàng hơn nhiều. Xe tải cũng như xe công cộng cũng thường xuyên qua vùng đất này. Tuy nhiên, trên cao nguyên này vẫn còn rất ít người sống. Hiện chỉ có khoảng 220.000 người sinh sống. Khu vực phía đông của Tajikistan còn là nơi tọa lạc của vườn quốc gia Pamir. Vườn quốc gia Pamir hay còn có tên gọi khác là vườn quốc gia Tajik, Pamirsky hoặc Pamirsky, là một vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên được thành lập vào năm 1992. Vườn quốc gia này trải dài 26.000 km², tương đương với 18% tổng diện tích của Tajikistan, với địa hình chủ yếu là các phần của dãy núi Pamir. Vườn quốc gia Tajik đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 2013. Một trong những địa điểm nổi bật của vườn quốc gia Pamir là hồ Karakul. Hồ Karakul có diện tích là 380 km² và có đường kính khoảng 25 km. Đặc điểm của hồ này là hồ nước có rất nhiều muối lắng đọng bởi không thoát ra được nơi nào khác. Lượng muối trong hồ nhiều đến mức chỉ có một loài cá là Nematelus, một phân nhánh của cá trạch suối, mới có thể sống sót được ở đây. Dưới mặt hồ chỉ toàn là đá và cát. Ngoài ra, vì lực đẩy của nước quá mạnh nên thuyền bè dễ dàng bị lật khi di chuyển trên mặt hồ. Đó cũng là lý do nơi đây được mệnh danh là biển chết của châu Á. Dẫu vậy, hồ Karakul hàng năm vẫn thu hút rất đông du khách đến để thử chèo thuyền và tham gia lễ hội thường niên mang tên
cuộc đua chảy dọc thế giới để cùng lướt ván và chèo thuyền hơi. Dù không giáp biển, nhưng Tajikistan có mạng lưới sông hồ dày đặc với khoảng 1.300 hồ nước và hai con sông chính của Trung Á là sông Amudarya và Syadarya đều chảy qua quốc gia này. Hai con sông này được cấp nước từ tuyết tan chảy và những dòng sông băng từ vùng núi của Tajikistan và Kyrgyzstan. Được biết, có hơn 900 con sông ở Tajikistan dài hơn 10 km. Cũng giống như các nước Trung Á, Tajikistan nằm trong vành đai địa chấn đang hoạt động, nên động đất ở đây diễn ra phổ biến. Ngoài ra, lũ lụt và lở đất đôi khi cũng xảy ra. Nhìn chung, khí hậu của Tajikistan mang tính lục địa và thay đổi theo độ cao. Ở các khu vực thung lũng có khí hậu ổn đới ấm, mùa hè nóng và khô, nhiệt độ trung bình dao động từ 27 độ C đến 30 độ C. Lượng mưa hàng năm dao động từ 100 đến 250 mm. Các khu vực cao nguyên và vùng núi, nhiệt độ trung bình vào mùa đông là âm 20 độ C và đôi khi còn giảm xuống âm 46 độ C. Ở các khu vực này, lượng mưa hàng năm chỉ dao động từ 50 mm đến 7 mm và hầu như đều rơi vào mùa hè. Sự đa dạng về địa hình và khí hậu đã tạo cho Tajikistan có hệ thực vật vô cùng đa dạng. Ước tính có 1.132 loài thực vật chỉ được tìm thấy ở Tajikistan. Hệ động vật của đất nước này cũng rất phong phú và đa dạng. Tajikistan là nơi sinh sống của 49 loài cá, 2 loài lưỡng cư, 44 loài bò sát, 10.000 loài động vật không xương sống và 85 loài động vật có vú. Trong số đó, có những loài quý hiếm như cừu Marco Polo, hươu đại hạ hay còn gọi là hươu Bukhara, linh dương bướu giáp, có tên khoa học là Gazella subcuturosa, báo tuyết. Tajikistan, một trong những quốc gia nghèo của khu vực Trung Á. Tajikistan là một trong số 15 nước Cộng hòa thuộc Liên Xô. Sau khi liên bang này tan rã, Tajikistan trở thành một quốc gia độc lập, nhưng sau đó quốc gia này phải trải qua một cuộc nội chiến từ năm 1992 đến năm 1997, dẫn đến việc di cư đáng kể và khiến quốc gia này phải đối mặt với tình trạng nghèo đói lan rộng và tăng trưởng kinh tế kém. Tajikistan hiện vẫn là nước nghèo nhất trong các quốc gia thuộc Liên Xô và nền kinh tế của nước này được đánh giá là bất ổn. Theo số liệu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế năm 2021, Tajikistan có tổng sản lượng quốc nội là 8,47 tỷ USD và có GDP bình quân đầu người chỉ 861 USD, khoảng 20 triệu Việt Nam đồng. Được biết, nền kinh tế của Tajikistan phụ thuộc chủ yếu vào nông nghiệp. Ngành nông nghiệp đóng góp gần 20% vào GDP quốc gia và cung cấp 61% việc làm cho cả nước. Người dân sống chủ yếu dựa vào trồng trọt và chăn nuôi. Các loại cây trồng chủ yếu ở đây là bông, trái cây, ngũ cốc và rau quả. Được biết, bông là mặt hàng xuất khẩu chính của Tajikistan. Bên cạnh trồng trọt, người dân còn chăn nuôi gia súc như cừu, dê để kiếm thêm thu nhập. Tajikistan sở hữu các mỏ khoáng sản phong phú, quặng kim loại quan trọng là sắt, chì, nhôm, kẽm, thiếc và wolfram. Khoáng sản phi kim loại bao gồm carbon nát, thạch anh, amiang và đá quý. Tuy nhiên, chúng vẫn chưa được khai thác triệt để. Có thể nói, do địa hình chủ yếu là cao nguyên và đồi núi, nên ngành nông nghiệp cũng như công nghiệp ở Tajikistan không thể phát triển và chịu nhiều hạn chế. Bên cạnh đó, một số nguyên nhân liên quan tới lịch sử, quan hệ dân tộc, tôn giáo phức tạp đã khiến cho nền kinh tế Tajikistan chậm phát triển. Là một trong những nước nghèo nhất vùng Trung Á, nên nền kinh tế của Tajikistan dễ bị ảnh hưởng bởi các tác động bên ngoài. Nguồn ngoại tệ của nước này phụ thuộc mong manh vào các mặt hàng xuất khẩu, cũng như lượng kiều hối mà người dân Tajikistan làm xa gửi về. Để duy trì cuộc sống cho người dân, chính phủ Tajikistan chủ yếu dựa vào sự trợ giúp tài chính quốc tế từ các quốc gia khác, chẳng hạn như Nga. Vậy các bạn có cảm thấy tò mò về cuộc sống của người dân tại Tajikistan như thế nào không? Nếu đặt chân đến Tajikistan, bạn sẽ thấy không khí vắng lặng, hoang vu bao trùm khắp mọi nẻo đường. Có lẽ khác biệt với khung cảnh khô cằn, đơn sơ của một số nơi nhất, chính là thủ đô Dushanbe, đồng thời cũng là thành phố lớn nhất của Tajikistan. Khi mà cả thành phố tràn ngập màu xanh của cây cối với tổng diện tích là 203,2 km², đây là nơi sinh sống của khoảng 864.000 người. Thủ đô Dushanbe nằm trong thung lũng Gisa ở độ cao 800m so với mực nước biển. Có những con đường rợp bóng cây, tất cả các văn phòng chính phủ và đại sứ quán đều được đặt tại đây. Nổi bật tại quảng trường Dusty tại thủ đô này là đài tưởng niệm Ismoili Somoni được làm bằng vàng. Ismoili Somoni là vị vua thứ 10 của đế chế Samanid. Dưới thời cai trị của ngài, đất nước phồn thịnh. Tượng đài Ismoili Somoni cao 25m, đứng trên bệ đá cẩm thạch. Hai bên là hai con sư tử thể hiện cho uy quyền tối cao. Tay phải của nhà vua cầm vương miện với 7 ngôi sao được làm bằng vàng, tượng trưng cho người Tajik. Trong văn hóa truyền thống Tajik, số 7 là biểu tượng cho sự hoàn hảo, hiện thân của hạnh phúc và đức hạnh. Tượng đài được xây dựng vào năm 1999, vào dịp kỷ niệm 1100 năm đế chế Samanid.
Phía sau tượng đài là hàng loạt công trình hoành tráng như trụ đá tôn vinh quốc huy của Tajikistan, bảo tàng lịch sử với các cổ vật, tác phẩm của nghệ sĩ hiện đại, đồ họa điều khắc gỗ. Ngay bên phải tượng đài là công viên Rudaki, xanh và đẹp nhất thành phố, nơi bạn có thể hít thở không khí trong lành, đọc sách, tập thể dục, nhìn ngắm các loại cây cỏ, hoa. Hiện Dushanbe đang cho thấy tốc độ ngày càng phát triển hơn, một trong những tín hiệu tích cực của nền kinh tế Tajikistan. Nhiều công trình, hệ thống giao thông vận tải đã được xây dựng và đặt tại đây. Sân bay quốc tế lớn nhất Tajikistan được đặt tại đây, kết nối Dushanbe với các thành phố lớn ở Nga, Trung Á, Ấn Độ, Châu Âu, Trung Quốc. Các tuyến đường sắt chính nằm ở khu vực phía Nam và kết nối Dushanbe với các khu vực công nghiệp của thung lũng Gesa, Vash và Uzbekistan, Turkmenistan, Kazakhstan, Nga. Từ năm 2014, nhiều dự án xây dựng đường cao tốc và đường hầm đã được tiến hành. Dự kiến vào năm 2025, tại thủ đô Dushanbe sẽ bắt đầu xây dựng hệ thống tàu điện ngầm. Trở lại với cuộc sống người dân ở đây, dù sống trong tình trạng nghèo đói, nhưng Tajikistan có tỷ lệ người biết chữ cao, ước tính lên tới 98% dân số biết đọc viết. Một trong những điều thú vị phải kể đến khi nhắc đến Tajikistan đó là quốc gia này rất vắng đàn ông, bởi nhiều người đàn ông đã bỏ mạng trong các cuộc nội chiến nhiều năm trước. Sau này, khi nội chiến kết thúc, đàn ông Tajikistan lại tiếp tục sang Nga làm việc. Ước tính, có khoảng 1,5 triệu người đàn ông Tajikistan tới Nga tìm việc để làm nuôi sống bản thân và gia đình vì khủng hoảng thất nghiệp nơi quê nhà, nơi mà họ dù cố gắng làm việc tới mức nào cũng không thể đủ ăn, đủ mặc. Chính vì lẽ đó, Tajikistan trở thành một đất nước chỉ toàn phụ nữ. Nhiều người phụ nữ chủ yếu sống bằng nghề nông, chỉ một số ít đi làm tại các công ty, nhà máy hoặc doanh nghiệp nhỏ, chờ đợi trợ cấp từ chính phủ hoặc tiền lương mà người đàn ông đi làm xa gửi về. Phụ nữ Tajikistan phải chăm sóc con nhỏ, bố mẹ già, trông nom nhà cửa và lo lắng mọi vấn đề phát sinh trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, ở vùng đất nghèo khổ này, người phụ nữ lại được Thượng Đế ban tặng cho một nhan sắc vô cùng mặn mà. Họ có nhan sắc vô cùng đẹp, là sự kết hợp hoàn hảo và mỹ miều của những nét Á với Ấn với Âu. Phụ nữ Tajikistan hầu như đều có đặc điểm chung là làn da trắng, mũi cao, mặt to và sâu, lông mày rậm, vô cùng xinh đẹp. Tajikistan là một trong những quốc gia có phụ nữ đẹp nhất thế giới. Chỉ cần bước chân ra đường, không khó để bắt gặp những người phụ nữ đẹp tại Tajikistan. Nhưng một điều khá đáng tiếc xảy ra ở quốc gia này, chính là có khoảng 1/3 số cuộc hôn nhân ở Tajikistan là kết quả của các vụ bắt cóc và cưỡng bức các cô dâu. Mỗi năm có khoảng 15.000 cô gái trở thành mục tiêu bắt cóc của cánh đàn ông độc thân. Đó là số liệu thống kê ít ai ngờ về tình trạng hôn nhân ở Tajikistan hiện nay. Nhiều người dân cho rằng, bắt cóc cô dâu là một phong tục truyền thống lâu đời của người Tajikistan. Thế nhưng một số nghiên cứu cho rằng, thực ra tục này mới có từ vài chục năm nay và đặc biệt phát sinh từ sau khi Liên Xô tan vỡ, cùng với sự nổi lên của quan niệm về xã hội nam quyền ở Tajikistan. Việc bắt cóc phụ nữ về làm vợ ở Tajikistan hiện nay gồm hai loại. Thứ nhất, hai bên trai gái đem lòng yêu nhau nhưng bị cha mẹ ngăn cấm, cùng nhau dựng lên một màn kịch bắt cóc cô dâu theo phong tục truyền thống từ xưa để được thỏa ước nguyện cùng sống với nhau. Tuy nhiên, số vụ kiểu này rất ít, mà thường xảy ra nhất là chàng trai và đám bạn của hắn sẽ bắt cóc cô gái đem về nhà, sau đó tìm cách thuyết phục cô gái chấp thuận làm vợ. Các cô gái trẻ có thể bị bắt cóc khi đi dạo trong công viên, mua sắm trong siêu thị, trên đường đi làm hay từ trường học về nhà. Thậm chí có những trường hợp còn bị người đàn ông xông vào tận nhà bắt đi. Trong nhiều trường hợp, cô gái bị giam giữ mấy ngày. Còn nếu tệ hại hơn, cô gái có thể bị cưỡng bức tình dục. Ở một số quốc gia đạo Hồi như Tajikistan, một cô gái nếu bị mất trình hoặc ngủ đêm ở nhà người khác sẽ bị đánh giá là hư hỏng. Và dù họ có thể thoát ra khỏi nhà kẻ đã bắt cóc mình, họ vĩnh viễn không có cơ hội tìm được người chồng tử tế. Và như một lẽ thường, cô gái đó sẽ trở thành người vợ của người bắt cóc mình. Ước tính có khoảng 80% phụ nữ đành cam chịu, chấp nhận sự an bài số phận một cách bất lực. Hiện chính phủ Tajikistan đang nỗ lực tìm kiếm cách chấm dứt hành vi bắt cóc phụ nữ về làm vợ, núp bóng dưới phong tục truyền thống khi nó đang ngày càng nghiêm trọng ở quốc gia Trung Á này. Bỏ qua những thông tin tiêu cực trên, thì ngoài phụ nữ đẹp, sẽ thật đáng tiếc nếu nhiều khách du lịch không biết đến ẩm thực Tajik. Trải qua hàng nghìn năm, dân tộc Tajik đã tổng hợp nhiều nét tinh túy của các nền ẩm thực Nga, Afghanistan, Iran và Uzbekistan. Mặt khác, những nét độc đáo trong các món ăn của người Tajik xuất phát từ lối sống du canh du cư của họ. Hai điều này kết hợp lại tạo ra những món ăn ngon ít nơi nào trên thế giới sánh bằng. Cuộc sống du mục đã tạo cho người Tajik thói quen ăn uống tập thể. Một món ăn không thể thiếu trong những bữa ăn tập thể là os, hay còn gọi là palap. Os thực tế là cơm rang với cà rốt, củ cải và những miếng thịt thái vuông. Món ăn quan trọng đến mức các làng quê còn có cả người chuyên làm os cho những buổi tiệc, gọi là ospas. Các ospas luôn cẩn trọng giữ gìn công thức nấu os. Ở nhiều địa phương, khi ospas đã nổi lửa dưới qua gian, một loại chảo lòng sâu, thì không ai được phép lại gần bếp.
Món mì lagman có mặt trong nhiều nền ẩm thực Trung Á khác nhau. Nhưng ở Tajikistan, món này có một số điều đặc biệt. Thứ nhất, họ dùng nước muối để ngâm sợi mì vừa mới lăn. Thứ hai, sau khi đã xào các loại nguyên liệu, rau củ, hành và thịt bò với nhau, đầu bếp Tajik sẽ đổ sữa chua lên bát mì. Cái chua và cay hòa vào vị béo giúp món mì khiến người ăn không bị ngán. Ngoài ra, người Tajik còn có hơn chục loại bánh mì khác nhau. Trong đó, món bánh được nhiều du khách tìm mua nhất là Fatia Maska. Từng lớp bánh mì thật mỏng, gọi là Fatia, được xếp chồng lên nhau với bơ ghi, thịt dưa hấu và nho đã bóc vỏ trước khi đem nướng. Và đây là một loại bánh mì được đánh giá là giàu dinh dưỡng. Và đó là những thông tin về quốc gia Tajikistan. Nếu thích video này, các bạn hãy nhấn thích và đăng ký kênh cho tụi mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại!